cũng biết tiếng tiếng Miền. Biết luôn, biết tiếng Miền, tiếng Tạm. Em quay anh lên YouTube được không? Được không? Quay em hơi. Dạ dạ. Xin chào các cô chú bác, các anh chị, các bạn. Hôm nay Thảo đến nhà cô bạn, cô nấu nồi phở rất là ngon luôn. Đứng nơi đây mùi thơm bay là muốn ăn ngay luôn á. Anh gấp hai cái tô, hai cái. Mời mọi người video xem video cho vui nhé. Cái anh bạn chủ nhà này rất là vui tính. Chọc ghẹo hồi là cười bể bụng luôn á các cô chú bác. Đừng có quay cái mặt nha. Dạ. biết rồi. Cái mặt cho cái kênh đi để mình là đăng ký nha. Đăng ký đăng like. Dạ. Rồi được á. Sắp vào cái quẩy ra luôn. Quá hấp dẫn. Trời, nồi này hấp dẫn quá. Bây giờ con lấy cái dĩa, đang con bưng từ tô ra cho cái dĩa bự á mới được. Cô bán phở cũng đẹp. Thơm mà mùi nhỏ thon thoảng á. Không phải nặng. Không thích nha, nặng. Dạ. Nặng chút nữa cũng được, mình bỏ nhiều lên Thảo, nhưng mà tại vì không thích. Mà nặng nó ngon chưa? Đúng rồi, nặng cái nó mùi quá. Mà mình ăn vô nữa là nó còn mạnh mùi nữa. Đúng rồi. Chưa, hai tô này chưa nha Cương. Chưa hả? Sắp sửa nè. Sắp sửa. Quay đi ăn ké không? Đi phụ nguội thôi. Không có đi direct, không dám đi direct. Bữa hổm vợ chồng này với vợ chồng ta đi hái seri. Có hôm có đây tháng 7 đi hồ Jame nữa. À Jame hả? Ờ bữa nay còn thiếu ấy nha. Cái này chưa hả? Cái này chưa. Coi tô nào còn thiếu. Bữa nay có lộc ăn nữa cho nên cô bạn mời lại ăn phở. Cô bạn này rất là khéo tay luôn á các cô chú bác. Và phở đã ra bàn rồi, ăn thôi. Đây rau quế nè, rất là thơm luôn các cô chú bác. Có nhiều đoạn Thảo tắt tiếng bởi vì có nhạc bản quyền trong đây. Cảm ơn chị. Những người này là bạn lâu năm của chồng Thảo. Cái anh bạn trước mặt nè, lâu lắm rồi, mười mấy hai chục năm rồi, chồng Thảo mới gặp lại. Tưởng là không quen, ai dè là cũng quen. Anh ấy cũng rất là vui tính. Rồi, chúc mừng anh chị vui vẻ nha. Chúc mà sớm có một nửa.
Karaoke đổ đầu lên Facebook luôn, YouTube luôn. Bắt đầu báo qua Campos, báo qua Việt Nam ấy, phải anh like, thêm để con comment mà sao nó lên má vợ hôm qua lên coi cái YouTube mà mình đi ở dưới hồ á, đó sao mà hơi ít nói, ít nói chuyện. Hai vợ chồng nó ít nói. À, bên Việt Nam á, làm á, lên YouTube rồi thấy hả? Coi á, thằng ít nó chồng thàm ít nói chuyện không mà. Nói gì lắm, tại chưa nghe. Tôi mà canh chua tôi ăn 3-4 trái luôn. Nhưng mà ai mà bệnh trĩ là ăn không được. Dưới bao tử mà bị yếu cũng ăn tử. Điện thoại lên mà không có mất tiếng là không. Dạ. Phải nhướng mắt thôi. Này không có sai đâu. Không sai đâu, cũng này xong pan. Xong pan mà. Rồi sai tôi quậy mấy ông. Băng của tụi tôi à, băng biết tiếng Biên không à? Băng gọi là tại biết tiếng Biên mới đi đường bộ được. Đúng không? Xanh ở miền á. Bắt buộc phải biết tiếng miền thôi. Đời số không tốt. Hồi từ mình qua số mạng nữ đâu có nhiều đâu. Bây giờ nhiều lắm á. Hồi thời mình qua mà ai có một hai cô phụ nữ mà xấu xấu cũng được cua ôm sùm. Còn đàn ông vượt biên không à? Bây giờ nóng lắm hả? Mình nhớ cái từ nó về bắt từ. Mà nó cũng tiếu lắm, vui lắm. À, cái bữa chị tu nó tôi ca, tôi thấy bả đi không? Tôi thấy bả lên tên không em tôi thấy. Tại vì bả bây giờ suy gia mà. Em tôi thấy tên bả. Bả suy gia gia gì không? Thì nói chung suy gia của tôi cũng được, tại vì chồng con bả thằng An đó là con bả thằng An chồng Ni á. À quê à, là chồng của Ni là con của bả, là má chồng của Ni phải không? Bây giờ phải không? Cái thằng em tôi, tại vì bả bển thằng em tôi này kia nó biết hết lúc làm đám cưới á. Cái thằng em tôi coi cái nó, tôi muốn chửi cái ông nói cha nội ông má ông nói bả nghe đó, mà bả nói ông không nghe nha. Tao biết mà, tao biết. Lúc đó bà đang coi hiện tên của bà với ông Mỹ Nga đúng không? Mỹ Nga. Cái thằng em tôi cũng nói ông đừng nói bậy bạ thôi, ông mình nói ông phải nghe đó, mà bà nói mình muốn nghe nha, tao biết khổ. Cái lúc đó tôi còn coi ê Mỹ Nga này kia nói tùm lum tiếu luôn. À, tại vì khi mà live stream trực tiếp á, tên những nào coi nó cứ lên đôi khi cái con nhỏ con cháu anh con anh hai nhỏ anh nhiều chuyện nó này á, anh coi á, ví dụ anh đang coi á thì nó lên tên của anh lên giống ai em nghĩ này nói xấu anh ở đây nói chuyện là gái con thằng nó mấy ông hơn là bà nó nói vậy hả? À? Nó định nói nổi anh, nó kêu anh Việt ra tiếng Việt đang vô nói cho anh thấy với anh nghe, nó mấy ông còn hơn là bà. Vui quá. Thà như vậy nó đỡ buồn rồi, thôi rồi mới lén đòi đi nữa. Như đây nó có khẩu phần đó à. Còn mà ở nhà mà đem đồ ăn theo á, cái kiểu mà con mắt nó có bụng á, biết không? Nó nói á, nó cho cả đám ăn sợ phải. Nó chỉ nấu ăn ngon cái mình giòn. Gọi là mình ăn không có đúng tiêu chuẩn. Thà nó cho thuốc vitamin nhiều. Mẹ cứ múc nhiều, cứ múc nhiều khi ăn không lẽ mình bỏ ăn rén. Hiểu không? Tại múc đố. Còn này á đúng tiêu chuẩn của nó nè, mất canh nó gì nó đầy đủ nó hợp vậy là bao nhiêu calorie là như đó không hoạt động nhiều luôn cho nó đỡ lại đi không muốn nổi nữa. Mỗi lần mày nói gì ra bà xã mày cười mà bà xã mày biết hết trơn rồi nên chết rồi. Ê, bữa nào là sáng bữa nào ăn ngủ ở nhà nghỉ làm đó rồi ông xuống chạy bộ nó tôi ông xuống chạy thăm mới được chạy bộ đâu chồng bảo ông chồng gì ông có thằng tết chồng gì bắt ông chắc tôi nữa chắc ông luôn nữa trên giường á làm gì làm đi chắc ông luôn trên giường á mà bà nói chắc ông luôn đó đủ mà bây giờ coi thường mình đó vậy chắc ông luôn vậy làm sao mấy cho khỏe lắm vui á còn đưa bả đi á đi bộ á dưới chắc ông đi trước luôn nữa không mà khi không cái bị gì á mà bao lâu chưa mới đây từ năm 2016 tới giờ 16 tưởng à, chỉ qua là mới bị chết. Không có làm cái gì nói với ổng trên đấy anh lộng rước tôi cho các bạn ba làm gì chứ ông mà mới rước tôi bỏ ông mày xưa đâu có đâu hồi xưa chạy dữ lắm mà
đá banh đá như chị dữ lắm mà. Chạy nhanh lắm. 2016 bị. Bây giờ Việt Nam em khỏi cần giữ cho ông đi đâu. Giờ ông gặp cái 18 19 ông chứ mà đuổi ra luôn. Nói đúng ra về Việt Nam thì vui lại có sức, về Việt Nam mới chạy mô tô thì chịu lại được hết. Nhưng mà mình không có đi bậy, cái đó là hơi nghiêng ha, bả khỏi lo. Nhưng mà đi nổi đâu. Nhưng mà lúc vui á thì có sức. Tôi để ý tôi mà vui là có sức. À tôi mà vui là có sức à. Vậy mà dám hâm. 10 năm nữa bà không đi theo tôi đi riêng mình. Chắc là khác đi với tôi. Vậy hả? Vậy hả? Ta... Bây giờ đã ăn cơm không được. Cháo còn ăn không được. Người ta rủ bà đi hưởng thụ. Có nghĩa là về bệnh á, mua chiếc mô tô đi tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ biết không? Đi chơi chứ không phải chứ phải đi ăn cơm thở ra. Ăn sao nổi nữa. Bây giờ 18 tuổi cho ông đuổi ra lẹ lẹ. Ăn bên Đức ăn kia ngồi. Vậy là được. Bây giờ đã trời rồi. Chứ, ngồi chứ, cũng may ông có khác biệt có cách nhiều tuổi nha. Con này mà lấy em chừng hàng mấy tuổi chắc cắn lưỡi chết luôn. Mới chào ông nè, hên là ông lấy tôi 3 năm về trước. Bây giờ mà ông mới rước tôi qua tôi bỏ ông. Nghe buồn vời vợi luôn. Không có buồn. Không có buồn hả? Bình thường vui. Thì ông vợ chồng vậy vui chứ. Hai chồng này vui lắm á. Giỡn chắc tối ngày em với ta cũng vui vậy. Đó, em vui nhà. Giỡn không có chồng bên ngoài à. Giỡn gì mới hạnh phúc chứ. Vợ mình muốn chọc cái gì chọc vợ sao. Bà này tối ngày bà biết bà nói tôi gì không? Bữa nào mà anh không nói gì em một được cái bỏ anh ăn không được ngủ không được hết. Vậy chứ nói vợ người ta cũng bị đòn hả? Tối ngày có em không chọc em chọc ai. Mà thiệt. Rồi. Ngày nào cũng phải chọc bả để buồn bà mới làm gì à, cứ kiếm chuyện bả chọc bả nói bả vậy đó. Rồi bả ưa nghĩ bậy cái tôi mới nói không chọc bà chọc ai chọc vợ người ta cũng bị đòn phải không. Chọc thì nói chuyện qua chuyện lại thôi, còn cái chuyện kia thì không có lên lại nữa đâu mà. Bây giờ trên giường thì chọc không được đúng không? Không phải chọc không được mà chọc không lại. Không được. Bị chấp rồi mà chấp lại. Bác còn chấp nữa mà. Mình bị chấp rồi. Chấp anh đó. Chịu. Mắc cười quá. Chưa làm trận rồi bại trận. Bữa nay có một có đồng bọn đồng bọn. Bữa nay có đồng minh. Tôi mập chỗ bụng thôi à. Còn bà mập tứ chi luôn. Đó bắt đầu môi ra nói lại chồng ông đang nói bậy. Bà mập tứ chi hơn còn tôi chi mập một chi một bụng. Lâu lâu gặp anh em lại vui vậy. Vui bây giờ vui quá chứ còn ở nhà buồn á. Thấy thoải mái mà không có vợ chồng quá, cũng dễ vui thôi. Vô tư chợ vô thích vậy đó. Kiếm gì nghiêm quá cái vợ chồng mà nghiêm quá mà bị người lớn tuổi có mình không có dám giỡn. Mình nói mình phải cẩn thận lời nói. Còn đây mình giỡn mà mình đâu có gì đâu. Chính mình đi chơi với con nít sồn sồn ba mấy thì mình nói chứ dù ba mấy hai mấy mình cũng ngại nữa. Tại vì mình nó... mỏng mình lớn rồi mình phải để trong nít nó nể mình chứ đâu mình đâu có nói đúng rồi mình phải lưới lưới xa xa thôi thì đó bởi vì khó đi bây giờ con của tôi nè cái này là cùng hệ nhau rồi cái này cùng hệ chứ mình chơi lớn hơn mình quá như ông chủ bà chủ của bà này sao chơi được rồi nhỏ hơn mình quá cũng không được nhỏ hơn mình... thì nó nói gian hàng với mình quá thì mình thấy nó kỳ kỳ thoáng là thiệt tình nó tôn trọng mình chút chứ mình nói bậy bạ được. Mình ăn hàng nói chuyện cười giỡn gì thấy nó thoải mái mình uống vitamin vậy. Bây giờ cho họ nha, tôi nói với anh ông dù dòng họ ruột nha. Bây giờ mình nói thí dụ cháu tôi nè, nhỏ tôi quá nhiều á mà nhiều khi ngồi nói chuyện ngang hàng mình tôi cũng chịu đấu được đâu. Mình nói thí dụ dòng họ. Mà bạn bè lại khác, bạn bè ngang hàng á thì lại khác nha. Còn dòng họ mà
thuộc về cháu mà nói chuyện ngang hàng mình tôi cũng chịu nổi. Con tôi nè, tôi cũng chịu nổi đó. Bà vợ tôi cũng vui lắm, ổng lớn tôi có con giáp thôi chứ. Mình nói giỡn nhưng mà ổng nó vui 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 tính trọng á, ta lớn tuổi. Vậy chứ tôi bây giờ ông coi ha, thì đã chặt thế ông coi đồ của bà nè, đóng nè, đồ của bà không, đồ bà không nè. Ông thấy chưa? Chưa nói chứ ở dưới bàn ở ngoài nữa kìa. Bà về Việt Nam vừa rồi nè. Má bà sắm tao ta kiếm cái gì tao cho mày coi cái xỉ cái này nè bà cũng mua qua mà cái loại của Việt Nam nó dày mò bà đâu xài bà mua tùm lum hết rồi bà mua cái chảo ông nói mà mua khóc luôn bà mua đúng bà sắm ông ra ngoài đồ ông bà vui. Nói thiệt con vui ông coi cái bọc này nè cái bà bộ thà thủ trước hết rồi ông thà mà ông tức lên nói chuyện vui lắm ông ơi cái gì mà ông mực lên nó nói chuyện vui lắm chị có mua cái cây mà chuốt đang tính nói cái cây vậy bà cũng đi mua cái cây tre mỏng để mà dứt bánh ướt á chán bánh ướt lên có luôn một cây thôi một ba con cây hả không gãy hả rồi chảo đó, mà mua chưa xài nữa đó, mua đem về chưa xài nữa mà mua chỉ cố sát đầy cũng nhau nhào gì đâu vậy hả? Tại chưa tôi không ăn, tôi không có chỗ để tôi xuống đem dưới gara rồi tôi bỏ bớt chứ tôi nhà chỗ nào để ông coi KGB tôi còn muốn xa thải muốn kêu Emmaus lấy hết mẹ nó cho rồi ở bên này mình không có bán về chai được chứ có bên này bán về chai luôn mấy cái vuông bánh xèo miền Trung á có đem quà nữa đâu vậy mò mà bà đem qua bánh xèo tôi hỏi ông đổ dọn bằng cái dĩa nhỏ vậy làm bánh xèo của người ta phải bự bằng như mua cái bởi vì tôi cũng kệ bà đó mình đi vô sau mình mua cái tay cầm bà mới mua bà bữa hổm bà đổ bánh xèo lần bà thấy bà than rồi đó bánh xèo không có cái gì không có cái gì cầm hết mà nó nhỏ xíu bằng cái chén cái dĩa này nè ta hỏi mẹ ăn bánh xèo gì nhỏ xíu bánh xèo chúng ta phải bự quá đó bà có mua mười mấy cái rồi bà mua bánh cống, ông đổ bánh cống. bánh cống có con tôm hết trơn. Wow, là có đầy rồi. Có đá. Rồi bả mua kéo này nữa nè, kéo thì đồng ý đi mình cắt cá, nhưng mà bả mua hai cây. Cây đó muốn biết xài tới chết luôn chưa. Đó, bả mua hai cây. Còn cây bà không đem... mà nói ngay, bả sắm mình còn cây bả đem vô giường nữa đó, ông mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu nằm á. Cây đó bà giấu. Công nhận. Tìm không ra đâu á. Bà nói cái sống nữa đặt ngày qua nè. Bà kêu bà chủ ơi sống chưa. Ồ má. Rồi. Sống này không biết không có xài. Sống này để nằm đó. Cây đó. Nè. Đó thay luôn. Ủa má nhà có rồi không hỏi đâu. Ở nhà có rồi đâu có xài đâu con đưa nó mua. Tự nhiên bà đi với bà chủ mua là còn nè, còn bao nè. Anh chị đi metro hả? Đi ở sớm. À, không, cái này bà vô IKEA. IKEA. Cái gì bà sắm được, mệt thiệt. Công nhận mình nhà chật chội luôn. Rồi, tới giờ rồi ha. Đi, đi ha. Rồi, đi. Thôi, con ta còn nhà lắc, tao về rồi. Tao về tao đi. Khỏi cái này đảo để mình.